Sửa cái hoa lưới 2000 anh em nhá, hoa lưới săn 2000 nhá. Dòng này chắc nhiều anh em biết rồi đúng không? Không phải giới thiệu nhiều nữa, nó quá là đỉnh của chóp rồi. Nếu mà những anh em nào dùng hệ giảm tiền điện mà lắp con này thì thật sự quá tốt luôn anh em ạ. Trên là tuyệt vời luôn. Đây. Cho anh em xem phần phèo phổi ở bên trong ấy nhá. Đấy, phóng to cho anh em xem này. Có chiếc này trong tay thì thôi gọi là mỹ mãn cuộc đời luôn rồi anh em ạ. Tháng anh em cứ giảm tầm 2 triệu tiền điện là ok. Đấy, không phải suy nghĩ mà lăn tăn anh em ạ. Quá ngon. Đây. Dòng 2000 này thì hơn 1000 cái là nó chạy áp từ 45-90. Còn dòng 1000 thì chạy 22-65 anh em ạ. Mà nếu anh em dùng ít ấy, thì anh em có thể mua cái máy 1000 được. 1000 thì thật ra nó ngon hơn cái 2000 là điểm chính là cái tản nhiệt nó hút lên đây này. Nó thổi lên đúng không? Thì thân máy nó ngắn hơn, thành ra là gió nó ra hết. Còn cái con 2000 này này là thân máy của nó dài, nó toàn bị om nhiệt trên này này. Nên những ông nào mà lắp lâu hoặc là chạy lâu sẽ biết là nó rất hay om nhiệt ở cái khu trên này này. Nhiều ông còn chế lắp cả quạt trên này. Đấy, nhưng mà thổi từ gió từ dưới này thổi lên trên không bao giờ lên được kịch anh em ạ. Nó sẽ om om trên này này, ở khoảng trên này này. Đấy, đặc điểm của cái dòng máy này. Đấy. Anh em nhìn linh kiện ngon không? Quá ok đúng không? Dàn linh kiện này chạy bền lắm. Quá tốt luôn. Dòng này, cái dòng này này. Cái dòng săn này anh em nhé, săn 2000 này chạy nó có một điểm cực kỳ là bựa. Mà các hãng đều bị luôn, chứ không phải riêng dòng này. Tức là anh em đang hòa lưới chẳng như máy 2000 đúng không? Mà anh em hòa lưới tầm khoảng 1600, 1700 mà anh em rút điện phát là khả năng lên đường rất cao anh em ạ. Đấy, đặc điểm của dòng này. Nó như kiểu anh em đang phóng xe máy tốc độ khoảng 200 cây số một giờ mà anh em phanh một phát lại anh em ạ. Thì khả năng anh em mẹ gãy hết răng là rất cao anh em ạ. Đấy, nó y như cái con săn này như thế. Nên thành ra là khi mà máy chạy ấy, chẳng như con này máy 2000 đúng không? Thì anh em chỉ chạy tầm khoảng 800 thôi, giới hạn lại 800. Thì nếu mà khu vực nào hay mất điện mà lại rất hay cái kiểu mẹ đang chạy khỏe mà ngất điện ấy, thì sẽ bền hơn anh em nhá. Đây là cái mà mình dùng trải nghiệm rồi, bởi vì tỷ lệ sửa con này chết ở cái phần công suất đầu ra thì cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Toàn bệnh mất điện đột ngột, đang buổi trưa nắng mẹ chạy ngon, xả khỏe mẹ xả tầm 1600 để chạy cho mấy con điều hòa, thế là thôi làm phát khục lên đường luôn anh em, chỉ nháy phát này lên đường. Thấy mà buổi trưa nắng nhiều ông điện lực bây giờ cũng bựa anh em ạ, mẹ toàn chơi bài ngắt kiểu nhảy nháy phát thôi anh em ạ. Thế mới nguy hiểm. Đấy, điện nó phải liên tục anh em ạ. Đấy, còn về các cái dây dợ cảm biến thì thôi cũng không phải giới thiệu nhiều đâu, bởi vì nó là đỉnh của chóp rồi. Đấy, anh em xem này. Đấy, tất cả là đỉnh của chóp hết rồi. Đấy. Dòng này, dòng săn này nhá, thì hiện tại đang đầu bảng được cái điểm là sửa được. Đấy. Sửa thì nói dễ thì cũng chả phải anh em, minh kiện nó có thế thôi. Nhưng mà được cái là đến bây giờ hãng nó vẫn để cho phép anh em sửa. Nó không như các cái dòng kiểu như lắc lặc, cái dòng lắc lặc anh em chỉ tầm 5 nữa thôi là anh em lên đường hết anh em ạ. Thay bo mà. Đấy, thay bo thì nó có đặc điểm là chạy luôn và nhanh, nhưng mà có đặc điểm cũng dở là hết khi mà hãng nó dừng hỗ trợ thì nó sẽ không có bo thay nữa. Còn cái dòng này sửa thì anh em nắm được sơ đồ rồi thì anh em cứ sửa thôi, thì là sửa thì lại chạy anh em ạ, nó chả làm sao, bệnh mỗi bệnh như thôi. Đấy là xử lý được. Còn cái bệnh áp cao nữa, cái con này cái bệnh áp cao nữa, 45-90 thì nhiều ông cũng thử xem thế nào, cái thì toàn chạy ở mức 90V kịch điểm của nó luôn. Đấy. Dưới dòng này anh em nó ghi 45-90 đúng không? Thì anh em chỉ chạy tầm khoảng 60 quay đầu thôi là ok nhất. Tức là chạy từ pin vào 60 quay đầu thì là bền nhất. Còn nếu ông nào chạy tầm khoảng 50 quay đầu nữa thì còn bền nữa anh em ạ. Bởi vì biến áp này nó không bị quá tải này. Nên là sẽ không bao giờ bị lổ cầu. À con này không bị nổ được cái này. Lổ tụ cái này cơ. Đấy là các cái bệnh, tức là nhìn khu vực này anh em đoán được ra luôn là hiện tại đang bị ở đâu. Thì nó bị ở khu vực như thế anh em nhé.